Hey, chào tất cả anh em, cảm ơn anh em đã quay trở lại với kênh của mình nhé. Hôm nay thì mình sẽ tiếp được con quái thứ hai của trò chơi Game Valor nhé. Đây, qua đây chấm cho được quả của quả chim mình kia kìa. Tách này thôi, xong mình không kịp sáng nha. Sam mày quá, mày cũng bây giờ được. Rồi đã vượt qua. Lên mở là nhận được cái Mending Flat. Rất là đẹp luôn. Tác dụng của Mending Flat này để hơi máu. Mở ấn vào đây là hơi máu. Đó, xong, đã hồi xong rồi. Rồi vượt qua con boss thứ hai rồi. Mình cũng xin dừng clip ở đây thôi. Hẹn anh em trong clip tiếp theo của trò Game Valor. Bye bye.